Tôi chưa từng thấy lính Việt Cộng nào giỏi như họ. Xin chào các bạn khán giả của GREF Việt Nam. Họ là những người lính giỏi nhất mà tôi từng thấy. Họ tận tâm và thuộc loại cừ khôi. Tôi chưa từng thấy lính nào giỏi như họ. Vậy họ là ai? Họ chính là những người lính Việt Cộng trong mắt lính Mỹ. Các bạn thân mến, Thiếu tá Mỹ Charles Arvin Beckwith, người hùng thời chiến tranh Triều Tiên, sang Việt Nam được đồng đội đặt cho biệt danh Charles Sông Pha. Nhà báo Mỹ Joy Galloway đi theo ông ta tham dự các trận La Durang, Berlin. Sau trận đánh, nhà báo có cuộc phỏng vấn nhanh như thế này. G. Galloway, quân Việt Cộng mà ông đánh ở đây là loại lính thế nào? Charles A. Beckwith, tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được 200 người lính như họ. G. Galloway, tức là những người lính Việt Cộng. Charles A. Beckwith, đúng đấy, họ là những người lính giỏi nhất mà tôi từng thấy. Họ tận tâm và thuộc loại cừ khôi. Tôi chưa từng thấy lính nào giỏi như họ. Cần phải biết rằng, Charles A. Beckwith là một quân nhân được giới lãnh đạo Lầu Năm Góc hết sức sủng ái, với công trạng cuống huân huy chương đeo kín hai bên từ cổ đến thắt lưng. Ý tưởng thành lập biệt đội tinh nhuệ Delta Force cũng chính là do Charles Arvin Beckwith đề xuất. Delta Force được coi là biệt đội được đào tạo đặc biệt với mức độ huấn luyện cao nhất trong quân đội Hoa Kỳ. Biệt đội này được trang bị những vũ khí sắc bén, được chu cấp đầy đủ và hoạt động thống nhất như một. Lịch sử quân đội Mỹ ghi nhận việc đào tạo nhân lực cho Delta Force tinh nhuệ là tốn kém nhất, thậm chí còn cao hơn cả việc đào tạo phi công chiến đấu. Các ứng viên muốn xung phong vào biệt đội Delta Force phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong đạo quân Mỹ, đồn trú ở nước ngoài, còn đầu ra của trường huấn luyện Delta Force đặt tại căn cứ Fort Bragg, tiểu bang Bắc Carolina, với tỷ lệ chọi ngặt nghèo là 0,5%, nghĩa là trung bình cứ 240 ứng viên được sơ tuyển qua đào tạo, chỉ có 12 người được chọn. Chúng tôi đưa ra những thông tin ngắn gọn về Delta Force để thấy được rằng ngay cả người đứng đầu một lực lượng đặc biệt tinh nhuệ được huấn luyện kỹ càng như vậy của Mỹ cũng phải ngả mũ thán phục những anh bộ đội cụ Hồ. Có thể thấy rất nhiều tướng Mỹ trong cuộc chiến tại Việt Nam không chỉ sợ hãi mà còn rất nể phục bộ đội cụ Hồ. Tất nhiên, chính phủ Mỹ trước đây đã không dám thừa nhận rất nhiều chuyện như thế liên quan đến chiến trường Việt Nam. Họ lại càng không dám thẳng thắn nói đến sự sợ hãi của lính Mỹ khi đối đầu với quân đội nhân dân Việt Nam. Giai đoạn đầu của chiến tranh tại Việt Nam, báo giới Mỹ từng có những mẩu tin tức khá kỳ lạ nói về những nỗi sợ của lính Mỹ. Nói là kỳ lạ bởi vì những mẩu tin tức đó không nói về tiếng bom đạn hay những hình ảnh máu me, mà là những điều vô cùng bình thường mà ở Mỹ cũng có, như hình ảnh con giun, con dế, ruồi, rắn. Thậm chí tiếng cành cây rơi cũng làm họ sợ và tiếng gió thổi cũng làm họ giật mình. Và những người lính Mỹ sẵn sàng xả đạn vào không gian thinh không, trống vắng, mặc cho việc đó có thể khiến họ bại lộ. Và dĩ nhiên, khi những tin tức đó được đưa ra, đa số người Mỹ không tin, họ không thể tin, cho đến khi những tốp lính đầu tiên từ chiến trường Việt Nam quay trở về Mỹ và mang theo những ác mộng đó kể lại cho người khác. Tới lúc đó, người Mỹ mới nhận ra rằng quân đội Mỹ dù hùng mạnh với nhiều vũ khí hạng nặng, hiện đại, nhưng tại chiến trường Việt Nam, lính Mỹ luôn rất sợ những trận đánh giáp lá cà và cái chết từ lưỡi lê. Lý thuyết tác chiến của Mỹ cho rằng, mỗi khi quân đội của họ bị đối phương dồn ép, họ sẽ dùng máy bay ném bom, pháo, tạo thành bức tường lửa để ngăn chặn đối phương. Trong thời gian đó, bộ binh sẽ tranh thủ củng cố thế trận, phản công chủ động và kết thúc trận đánh. Ngược lại, quân đội Việt Nam có ít vũ khí hạng nặng hơn, chúng ta hoàn toàn không có máy bay ném bom, pháo bắn yểm trợ cũng ít. Do đó, người lính trên chiến trường chủ yếu trông vào chính vũ khí nhẹ của mình và sức mạnh đoàn kết. So sánh về vũ khí theo lý thuyết, quân đội Việt Nam chẳng bao giờ dám đương đầu với bộ binh Mỹ. Thế nhưng quân ta nhanh chóng nhận ra điều đó và tìm ra giải pháp là đánh giáp lá cà với lưỡi lê, lựu đạn. Đây là sách lược có lợi nhất trong tình hình đó. Quan trọng hơn, lối đánh này giúp hạn chế tác dụng của bom pháo Mỹ. Khi quân hai bên ở quá gần nhau, việc ném bom sát thương vào bất kỳ khu vực nào cũng đều gây ra thương vong cho cả hai. Trong trận đụng độ đầu tiên tại thung lũng La Durang vào tháng 11 năm 1965, lối đánh này đã khiến quân Mỹ lúng túng. Tướng Harold Murray, từng là một chỉ huy tại trận La Durang, tiết lộ rằng trong cuốn hồi ký của ông đã mô tả những người lính giải phóng như những chiến binh, họ trồi lên từ trận địa, luồn lách khéo léo dựa vào địa hình và địa vật, có tổ chức rõ ràng, đánh vào mạn sườn địch. Trận đó cũng có thể gọi là trận đấu khởi nguồn cho ý tưởng chiến thuật tấn công
nắm thắt lưng địch mà đánh của tướng Nguyễn Chí Thanh. Những người lính giải phóng sẵn sàng hô xung phong rồi đâm lưỡi lê vào binh lính Mỹ. Trận chiến đó cũng là trận chiến mà quân đội Mỹ đại bại. Ký giả Galloway, người phóng viên chiến trường từng trải qua thực tế trận chiến đó thuật lại rằng tình hình đã xấu lại trở nên xấu hơn. Đến bây giờ, quân Bắc Việt Nam đã có mặt ngay trong hàng ngũ quân Mỹ và trên các ngọn cây cao. Bất cứ ai vận động lên đều bị bắn chết. Thiếu tá Henry và trắc thủ pháo binh đã cố gắng dùng điện đài của họ để gọi pháo binh và không quân chi viện. Điều này làm giảm bớt sự chết chóc. Nhưng với đội hình kéo dài hơn 100 yard giữa bãi cỏ cao rậm, thì các quả đạn pháo và napalm sát thương quân Bắc Việt Nam, đồng thời cũng sát thương cả quân Mỹ. Để chứng minh điều này, năm 1993, tướng Harold Murray khi trở lại thăm chiến trường La Drang xưa, đã chỉ cho tướng Nguyễn Hữu An vị trí mà hai quả bom napalm của không quân Mỹ đã ném trúng đội hình bộ binh Mỹ, khiến nhiều lính Mỹ chết cháy. Trong kháng chiến chống Mỹ, chiến thuật đánh gần được toàn quân vận dụng vào mọi trận đánh, dù là chiến đấu trên bộ hay trên không. Có những quan chức, viên chức Mỹ chết ngay giữa Sài Gòn và các thành phố lớn mà không kịp tìm hiểu nguyên nhân. Những người gây ra nỗi ám ảnh kinh hoàng đó chính là biệt động Sài Gòn. Theo thống kê sơ lược, trong suốt cuộc chiến, biệt động đã liên tục tấn công hàng nghìn trận, gây thương vong cho hàng chục nghìn lính và quan chức Mỹ cùng đám tay sai. Trong cuốn Biệt động Sài Gòn, những chuyện chưa kể có viết, nét đặc trưng của biệt động là lối đánh bí mật, bất ngờ. Giữa thành phố vài triệu dân, biệt động bình thường như bất kỳ ai, họ âm thầm nghiên cứu các mục tiêu và nghĩ ra kế hoạch tấn công vượt ra ngoài mọi dự liệu của địch. Những phi vụ của biệt động Sài Gòn khiến từ tướng tá đến binh lính Mỹ không bao giờ yên tâm dù ở ngay trong trụ sở hay căn cứ được bảo vệ nghiêm ngặt, đến nỗi các lính Mỹ phải thốt lên rằng ở xứ này, cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu. Đối với những người lính Mỹ trở về sau cuộc chiến này, có rất nhiều cảm xúc đan xen. Nhưng có lẽ điều mà họ mãi mãi không thể quên không chỉ là nỗi sợ mà còn là sự tôn trọng đối với bộ đội Việt Nam. Ông Lin Shui Kiang, một nhà sử học người Mỹ, người đã từng tham gia lực lượng thủy quân lục chiến và về hưu với quân hàm đại tá, đã từng chia sẻ như vậy khi nói về bộ đội Việt Nam. Ông từng viết trong cuốn sách của mình thế này. Có một câu chuyện được kể lại bởi một cựu binh thủy quân lục chiến Mỹ từng tham gia trận đánh tại Khe Sanh năm 1968. Lính thủy quân lục chiến Mỹ lúc đó chiếm giữ căn cứ chính và một sân bay trong một thung lũng bao quanh bởi những ngọn đồi. Trong nhiều tuần, chỉ có một tay súng bắn tỉa nằm trên ngọn đồi đó bắn vào căn cứ, gây ra một vài tổn thất và hạn chế hoạt động của lính Mỹ. Lính Mỹ đã phải mở nhiều cuộc tuần tiễu có pháo binh bắn phá, nhưng vẫn không triệt hạ được tay súng này. Cuối cùng, lính Mỹ phải mở một đợt không kích với rất nhiều máy bay và đủ loại bom đạn, từ bom napalm đến pháo 20mm. Tất cả lính Mỹ ở đó đã phải chui dưới hào khi diễn ra trận bom đạn tơi bời trên những ngọn đồi. Nhưng khi máy bay vừa rút, phía những ngọn đồi, lửa vẫn còn rừng rực cháy, khói bốc cao tận trời, tưởng như không có gì có thể sống sót được, thì tiếng súng trường lại vang lên. Tất cả những người lính thủy quân lục chiến Mỹ trong căn cứ nhất loạt đứng dậy, reo hò bày tỏ sự ngạc nhiên, ngưỡng mộ đối thủ của mình. Tay súng dũng cảm đó quả là một thách thức đáng kể. Tôi nghĩ rằng những chia sẻ này của tướng lĩnh Mỹ sẽ để lại dấu ấn sâu sắc, giúp cho các bạn cũng hiểu hơn về bộ đội Cụ Hồ trong thời chiến. Các bạn có cảm nghĩ thế nào về lực lượng quân đội ta khi nghe những câu chuyện trên đây? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé! Đừng quên bấm đăng ký kênh nếu bạn yêu thích các video của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng GREP Việt Nam và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo!